tốc độ về Mbappé. Không có lỗi. Đội tuyển Pháp còn đang có một lối chơi hết sức khó chịu và cực kỳ chắc chắn bên phần sân nhà. Đúng vào Mecano. Đường chuyền dài vẫn chưa thành công. Rõ ràng tuyến giữa của đội tuyển Pháp vẫn đang làm chủ cuộc chơi. Và họ có những pha đơn chuyển bóng nhịp nhàng hơn. Trong khi đó thì đội tuyển Anh họ chuyển bóng rất nhiều. Nhưng đó đều là những đường chuyền ngang và chuyền về. Và không thể hướng tới điểm đích và vòng cấm địa của đội tuyển Pháp. Bukayo Saka. Johnston. Sẽ có một cú đá phạt dành cho đội tuyển Anh. Bóng đá phạt góc lên phía cánh trái từ tấn công của họ. Bóng đã chạm vào đầu của Jules Koundé. Đội tuyển Anh chắc chắn phải cần nhiều hơn những pha bóng mang tính cố định như thế này khi họ có những chuyên gia không chiến. Và đây cũng là những khoảng thời gian về cuối của hiệp một rồi. Phía Foden. Giữa Bellingham. Quả phản công vẫn quá mạnh. Theo Hernandez. Sự đi bóng rất tinh quái. Đang có một cầu thủ bên phía đội tuyển Pháp nằm sân. Người bị đầu là Theo Hernandez. Huấn luyện viên trưởng Didier Deschamps vẫn đang có những phản ứng với trọng tài. Ở vị trí hậu vệ cánh trái của đội tuyển Pháp thì một trong những cầu thủ khác cũng đã gặp chấn thương ở trận đấu mở màn, đó chính là Lucas Hernandez. Nhưng rõ ràng màn trình diễn của Theo Hernandez ở mùa giải năm nay đang khiến cho người ta quên đi hình ảnh của Lucas Hernandez. Johnston. Và đúng lúc này thì tiếng gọi trọng tài đã vang lên. Hiệp một tạm khép lại và đội tuyển Pháp vẫn đang vươn lên dẫn trước đội tuyển Anh với tỷ số là 1-0. Nhờ pha lập công của tiền vệ Tchouaméni. Một cú đá rất đẹp bắn của cầu thủ bàn số 8. Và đội tuyển Pháp sẽ bước vào hiệp hai với một lợi thế không hề nhỏ. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau tạm nghỉ trong 2 phút trước khi quay lại với hiệp hai.